Xin chào mọi người, mình là Thu Hải, mình là chuyên viên pháp lý của công ty Rohico. Thì Hải chuyên phụ trách về bộ phận soạn hồ sơ như các thủ tục thành lập công ty, chi nhánh và các nội dung thay đổi của doanh nghiệp và khách hàng của Rohico. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn về cách soạn hồ sơ hoặc đoạn lại của địa điểm kinh doanh nhé. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Thì nếu như các bạn chưa biết thì Rohico chuyên làm hồ sơ về thành lập công ty, dịch vụ kế toán, đăng ký độc quyền thương hiệu và các loại giấy phép con có liên quan đến công ty. Thì nếu như các bạn muốn biết thêm rõ về công ty mình thì vào trang web rohico.com để biết thêm thông tin nhé. Thì video trước mình đã hướng dẫn cho bạn cách soạn hồ sơ của văn phòng đại diện và chi nhánh rồi. Video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách soạn hồ sơ hoạt động hại của địa điểm kinh doanh nhé. Thì khi mà công ty làm hồ sơ tạm ngưng của địa điểm kinh doanh mà trong quá trình tạm ngưng công ty bạn muốn mở hoạt động lại thì chúng ta làm hồ sơ mở hoạt động lại của địa điểm kinh doanh nhé. Mà khi chúng ta làm hồ sơ nộp lên sở kế hoạch và đầu tư thì chúng ta phải lùi lại ít nhất 3 ngày làm việc nhé. Thì khi mà chúng ta làm hồ sơ hoạt động lại của địa điểm kinh doanh là có một loại hồ sơ, đó là thông báo về việc hoạt động lại của địa điểm kinh doanh nhé. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách soạn hồ sơ trên máy tính nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách soạn thông báo về việc tiếp tục kinh doanh của địa điểm kinh doanh nha. Thì công ty của mình ở thành phố Hồ Chí Minh nên mình sẽ hướng dẫn cho bạn theo mẫu của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà mẫu của các tỉnh khác thì cũng tương tự như của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Thì đầu tiên của thông báo chúng ta sẽ ghi là công ty trách nhiệm hữu hạn Rohico. Tiếp theo dưới thông báo mình sẽ ghi là về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh. Dưới đây mình sẽ ghi là kính gửi phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu như công ty của bạn ở tỉnh thì mình ghi là tỉnh Bình Dương hay là tỉnh Long An chẳng hạn ha. Về tên doanh nghiệp thì ở đây mình ghi ví dụ là công ty trách nhiệm hữu hạn Rohico. Mã số thuế là từ 1 đến 9. Ngày cấp là ngày 10 tháng 10 2020. Nơi cấp là Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở đây mình ghi mẫu như thế này á, các bạn làm theo mẫu của mình nha. Ví dụ tên của công tên doanh nghiệp của bạn là gì, mã số thuế bao nhiêu, ngày cấp bao nhiêu, nơi cấp ở đâu thì các bạn điền vào đây giống như mình nha. Tiếp theo chúng ta sẽ ghi là trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Thì đối với địa điểm kinh doanh thì mình ghi là đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày. Thì ở đây mình ghi là ngày 20 tháng 5 2022 đối với địa điểm kinh doanh như sau. Hãy nói luôn ở chỗ này nha, là khi mà chúng ta làm hồ sơ tiếp tục kinh doanh thì chúng ta phải cách ra 3 ngày làm việc nha. Ví dụ như ngày mình làm hồ sơ nộp lên sở là ngày 17 tháng 5 thì ở đây mình ghi là ngày 20 tháng 5. Và khi mà rơi vào thứ bảy và chủ nhật thì chúng ta sẽ cắt thêm ngày ra nha. Tiếp theo mình sẽ ghi là tên địa điểm kinh doanh. Thì ở đây mình ghi ví dụ là địa điểm kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Rohico. Mã số thuế là từ 1 đến 9 gạch 001. Ngày cấp là ngày 5 tháng 5 2021. Nơi cấp là Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Thì tên chi nhánh của bạn là gì, hay là mã số thuế bao nhiêu, ngày cấp bao nhiêu và nơi cấp ở đâu thì các bạn điền vào đây giống như mẫu của mình ở đây nhé. Tiếp theo mình sẽ ghi là lý do tiếp tục kinh doanh. Thì ở đây mình ghi ví dụ là công ty muốn hoạt động lại địa điểm kinh doanh. Còn công ty của bạn muốn ghi lý do gì thì các bạn ghi vào đây giống như ở đây của mình nha. Tiếp theo mình sẽ ký tên của người đại diện pháp luật ha. Thì ở đây mình sẽ ghi ví dụ là Nguyễn Văn A. Còn công ty của bạn ai là người đại diện pháp luật thì bạn điền vào đây giống như mình ở đây nha. Như vậy mình đã hướng dẫn cho bạn xong cách soạn thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của địa điểm kinh doanh là làm như thế nào rồi nhé. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho bạn cách soạn hồ sơ trên máy tính là làm như thế nào rồi. Và mình có để liên hệ mẫu bên dưới, các bạn nhấn vào để biết thêm thông tin nhé. Còn các bạn không làm được hay là gặp trục trặc gì thì có thể comment bên dưới hoặc là liên hệ với Hải qua Zalo, số điện thoại để trên màn hình nhé.
Còn như các bạn muốn hãy ra video về thêm về chủ đề gì thì có thể comment chủ đề đó bên dưới để hãy sắp xếp thời gian ra video hướng dẫn cho các bạn nhé. Hy vọng video này của mình sẽ giúp ích cho các bạn khi làm hồ sơ. Nếu như các bạn thích thì hãy subscribe kênh Pháp Lý Donico để hãy ra các video về thủ tục pháp lý nhiều lần hơn, và cũng như đừng bỏ lỡ các video hàng ngày của Donico nhé. Hãy like và share để nhiều người biết đến hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.